Chào tất cả mọi người. Chào tất cả những ai nhìn Lisa. Bây giờ sáng nay Lisa lọt ngồi Lisa xem mấy cái clip của cái lũ chống cộng rồi này kia các thứ. Mẹ nó mê à, và nghĩ lại có rất là nhiều đứa nó bảo chứ à, xong nó chửi ai nhỉ? Đọc cái comment của ai nhỉ? Nó nói là tại sao mày thích cộng sản, sao không về Việt Nam mà sống này kia, rồi ở Mỹ rồi nói xấu Mỹ rồi này kia các thứ. Xin lỗi cả nhà, để Lisa nói với cái lũ bà que này. Tao nói cho cái lũ bà que xỏ lá chúng mày biết này. Có nghĩa là những cái người sang Mỹ là không được được chê Mỹ phải không? Hả? Mỹ nó có cái gì xấu mình không được chê phải không? Thế là cái tư tưởng chúng mày là cái lũ tư tưởng nô lệ, ngu xuẩn. Chúng mày đi đâu chúng mày cũng sợ hãi. Hả? Chúng mày mồm chúng mày nói là tự do, nhân quyền, rồi cái gì muốn nói cái gì thì nói. Thế mà người ta ở Mỹ, người ta chê Mỹ thì chúng mày lại bảo là sao không về Việt Nam mà sống đi. Chúng mày có phải lũ ngu không? Hả? Có nghĩa là Mỹ nó giết chúng mày rồi, nó đánh chúng mày rồi, nó làm cái trò gì chúng mày cũng không được nói phải không? Sao chúng mày ngu thế hả? Chúng mày là cái tư tưởng nô lệ, cái tư tưởng ăn hại, đi đâu cũng sợ hãi đúng không? Sống ở Việt Nam thì sợ chúng nó cho là Việt Cộng, chúng nó bắn vào đầu. Thế mà sống ở Mỹ thì lại không dám nói xấu Mỹ. Thế là bởi vậy cho nên á, có những cái trường hợp á, người Việt Nam bị giết á, bị cảnh sát nó bắn, nó giết, chúng mày không hề dám dám hé răng ra chúng mày nói. Mà cái người người ta cầm cờ đỏ thì chúng mày biểu tình á, hàng cả mấy ngày trời đúng không? Chúng mày cái lũ ba que xỏ lá chúng mày đến chúng mày biểu tình người ta ở cửa mấy ngày trời. Nhưng mà khi một người ở Mỹ bị cảnh sát Mỹ bắn chết thì chúng mày không dám cầm cái lá cờ đại diện cho cái cộng đồng của chúng mày ra để biểu tình, để đòi quyền lợi cho người ta. Vậy thì chúng mày có phải là một cái lũ ngu xuẩn không? Hả? Có nghĩa là chúng mày sống ở Mỹ, chúng mày được được nhờ Mỹ cho nên chúng mày không dám chống lại Mỹ. Đúng không? Thế thì làm sao gọi là nhân quyền, làm sao gọi là tự do? Hả? Vậy mà lại đòi đòi chỗ mồm về Việt Nam, đòi nhân quyền cho Việt Nam. Thế thì có chúng mày có phải là một lũ hèn hạ không? Hả? Trong khi đó các bạn xem, cộng sản chưa vào tới nơi thì chúng nó tụt quần, chúng nó chạy con bà hết rồi. Xong rồi bây giờ chúng nó già rụng mẹ nó hết răng rồi, chúng nó xui bọn trẻ con ở Việt Nam đi đi giết người, đi biểu tình, đi đốt phá chỗ này đốt phá chỗ kia, chống lại chính quyền, trái với cái pháp luật để đi vào tù. Vậy chúng nó thương các bạn ở cái chỗ nào? Hả? Nó coi các bạn là đồng bào ở chỗ nào? Hay nó chỉ có muốn cái chính quyền ấy nó rối loạn tít mù lên để chúng nó ở đây chúng nó sướng, chúng nó cười không? Hả? Chúng nó thương gì mọi người, thương gì ai đâu? Tất cả những cái em du học sinh sang đây hay là những người mới sang đây này, nó có coi ra cái gì không? Để Lisa tìm bên này. Đây. Đâu. Sorry nhá, để lên sà tìm mấy cái này cho mọi người xem.
Đây. Bánh chết khi đang ngồi trong xe vào 0 giờ 45 phút sáng thứ sáu ngày 11 tháng Giêng. Theo lời của cảnh sát, ông Bình đã nổ máy xe tính chạy đi khi cảnh sát đến gần xe của ông. Cảnh sát đã rút súng bắn khiến ông chết tại chỗ. Qua lời của người thân và gia đình, ông làm nghề giặt ủi, lập gia đình 16 năm trước. Hiện có vợ làm việc về ngành nha và hai người con trai, một 13 tuổi, một 7 tuổi. Ông thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ và giúp đỡ mọi người. Lũ cờ vàng đâu? Của nạn nhân hả? Tổ chức buổi cầu nguyện tại hiện trường vụ nổ súng vào chiều chủ nhật và khẳng định với báo chí Bình đã chết oan. Cái thân chúng mày chưa no được. Cái lũ súc vật, những lũ ba que sỏ lá. Người Việt ở bên đấy như thế này, đáng ra chúng nó phải cầm cái lá cờ đại diện cho cái cộng đồng đấy đến đây để đứng. Nhưng chúng nó biểu tình cờ đỏ đó. Đó, những cái em ở Việt Nam, những cái các cháu ở Việt Nam nhìn đấy đây. Cảnh sát bắn chết chồng của người ta. Người Việt Nam đây, chúng nó đâu có đòi hỏi gì cho chính bản thân chúng nó đâu. Chứ chúng nó no gì cho mọi người đâu. Mình thấy cái kiểu của chúng nó làm như này mình rất là lộn ruột chứ. Cho nên mình muốn chửi chúng nó là vậy. Chúng nó không sợ nào. Nói ra nó đuổi cổ cho đâu mà ở không khéo nó còn bắn cho vỡ sọ nữa ấy chứ. Chúng nó không sợ mà nếu nó lo sợ nếu phải đối thì không được ăn rau xe nhé. Rồi còn ở nhà đối với là người chồng á, anh rất là giúp em những cái lúc mà em cần làm cái gì anh ra anh giúp không à. Rồi con cái anh rất là yêu thương nó, anh chỉ muốn con cái vui và những cái gì anh làm được đấy, con cái anh đâu anh làm bằng hết trái tim. Em chỉ có nhớ anh Bình một cái là những cái gì anh làm anh toàn làm vì trái tim của anh thôi, anh làm hết bằng cái tâm của anh. Anh là một người cái tâm rất là tốt. Tại sao những chồng cái trường tốt. Hợp như thế này không thấy này chúng nó gà chúng nó biểu tình em. Cái này là một cái sự mất mát quá chúng lớn. Nó không vì ai cả đâu nhá các bạn nhá, đừng có nghĩ là chúng nó xui các bạn đi biểu tình này kia các thứ mà vào tù thôi. Chúng nó sống ở bên đấy như chó, chó chết. Là một nha sĩ thì không có nghèo, đúng không? Em không biết sống làm sao nữa, chưa biết. Đâu có thấy một thằng cờ vàng nào đứng ra kia để dương cái cờ vàng ra để đại diện cho là cái cộng đồng Việt Nam đâu, giúp đỡ cho người ta đâu, hả? Chỉ vạch mặt nó như vậy, làm sao nó dám lên tiếng? Không vạch mặt chúng nó à, chỉ người Việt Nam mình ở Việt Nam á, nhiều người đâu có hiểu rằng chính bản thân chúng nó cũng đã lo được đâu. Dạ, đúng rồi. Đấy. Nhưng người ta như thế này á, lũ cộng đồng cờ vàng á, hùa nhau vào đứng ra biểu tình, giống như dân da đen á. Thì lần sau nó con giơ súng ra nó nhìn thấy cái dân Việt Nam hay dân tóc đen nó cũng phải tránh xa ra. Nó không muốn cho những cái cuộc biểu tình ấy nổi lên. Hiểu chưa? Cái lũ súc vật chúng mày chỉ có nói về Việt Nam chúng mày xui bọn trẻ con ăn cướp thôi gà. Đó. Đấy có con người ta kìa, đấy cảnh sát bắn đấy, sao chúng mày không biểu tình đi. Xong rồi quay ra nói là cảnh sát Việt Nam dã man, rồi cảnh sát Việt Nam thế này, cảnh sát Việt Nam thế kia. Mà cha thì chúng mày. Em chỉ có muốn nói là tụi em rất là thương yêu ảnh và rất là thương yêu mãi đến chú. Trọn đời này gia đình mẹ con em rất là thương yêu ảnh. Các bạn có nhìn thấy cờ vàng không? Có nhìn thấy bậc cờ ba que xỏ lá nó ra nó biểu tình không? Hả?
Đây là toàn những bạn bè gia đình nhà người ta thôi. Còn cái lũ cộng đồng đâu? Cái lũ cờ vàng đâu? Tại sao không thấy chúng mày á, chui ra để chúng mày biểu tình? Chót chết. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thử tế gì cái bọn ấy. Còn đây nữa. Gia đình cái người này gọi gọi phone đến. Đây mời các bạn xem. Lũ cộng đồng đâu? Vụ án nạn nhân Lê Anh Khoa, một người bị bệnh tâm thần tại thành phố El Monte, vẫn còn trong vòng điều tra. Theo lời tường thuật của gia đình nạn nhân và luật sư đại diện cho gia đình, cảnh sát đã đánh chết Lê Anh Khoa khi tới nhà nạn nhân sau một cú gọi khẩn cấp từ gia đình vì có cuộc cãi cọ giữa nạn nhân và người bố. Ngày Chủ nhật 1 tháng 7 năm 2012 vừa qua, gia đình đã cử hành lễ hỏa táng cho nạn nhân Lê Anh Khoa. Trước đó một ngày, tại lễ phát tang và thăm viếng ở nhà hoàng Big Family trên đường Busa, thành phố Westminster, phố Busa TV đã có dịp tiếp xúc một với những người trong gia đình người nạn nhân, sinh hoạt cộng đồng và một số khách tới thăm viếng. Trước hết, xin chia buồn cùng gia đình. Muốn hỏi là từ cái hôm đó tới nay cũng có lẽ cũng hơn một tuần lễ rồi. Cô Diana có thể đại diện cho gia đình cho biết cảm tưởng của cô cũng như là cái cảm giác của trong gia đình cho tới hiện nay nó như thế nào thưa cô? Dạ. Đấy, chắc cái này mọi người cũng xem nhiều rồi nhưng mà như sao muốn cho lên để cho nhiều những người nào mà người ta chưa biết thì người ta suy sao được chị không gửi tiền về nuôi đám dân chủ tuổi còn lâu nó mới nghe từ đó. Tại vì gọi cho cảnh sát chỉ là giúp tới nhà để mà giúp thôi, không không có ngờ là anh của em lại phải mất trong tình trạng như vậy. Có những người vẫn ngây thơ lắm, cứ tưởng ở bên này cái gì cũng là tuyệt đẹp hết, các bạn biết không? Nhưng mà riêng cô, qua báo chí chúng tôi được biết là cô chính là cái người mà gọi là cảnh sát, thì cái áp lực đó nó như thế nào đối với cái người mà đã là người gọi cái cú phone đó thưa cô? Pressure. Tôi xin được phép dứt lời. Đây lên, tức là con của tôi chính gọi là đích thân nó gọi cảnh sát, nhưng sau khi có sự đồng ý của tôi, vì tôi mấy đứa con tôi nói bố kêu cảnh sát thì lúc đó tôi mới gật đầu ân thuận, và tôi cũng rất lấy làm ân hận vì cái sự đồng ý đó của tôi. Hả? Bởi vì tôi tưởng cảnh sát tới là giải quyết đưa con của tôi tới bệnh viện hay làm sao, không ngờ cảnh sát tới là ra con tôi như là phải ra đi một cách tức tưởi như vậy. Do đó cái trách nhiệm đó là của tôi, và tôi rất cả tuần nay tôi rất là hối hận về cái sự quyết định đó. Còn cô Đại Anna thì có thêm những cái ý kiến gì trong cái việc là người chính là cái người gọi, và được biết cũng là người mà nói chuyện với lại các báo chí một thời gian trước đây. I feel regret for what I the reason I call. If I could có thể nào mà quay ngược lại thời gian thì em sẽ không gọi cái cú phone đó. Another way is to calm the family, settle down, talk, speak to them. That's the only way to solve it. Có thể ai trong gia đình có thể tả một chút xíu về cái tính cách của anh Lê Anh Khoa là người nạn nhân, là một cái người như thế nào lúc còn sinh đời? Tôi là anh trai của Lê Anh Khoa. Khoa thì rất là friendly, rất là bình thường với ở nhà. Chỉ chừng nào mà Khoa có mà lên cơn thì mới đấy thôi, chứ còn bình thường thì ra Khoa rất là. Còn người người đàn bà này nào cũng bị bắn chết, người Việt Nam này 40 mấy tuổi. Police released a video last week showing an officer shooting a woman carrying a cleaver. Here's how the incident unfolded.
A 911 call from Aberdeen Townhomes on March 25, 2014 described how a woman holding a large blade was running around chasing her mother around the property. Officer Timothy Block from the Greensboro Police Department responded to the call. Police say that the woman, who is Vietnamese and barely understood English, came at Block while holding an 8-inch blade. The woman ignored Block's orders to put down the knife and Block opened fire. Có cần phải cầm súng bắn người ta như thế không? Kể cả một đứa trẻ nó mười mấy tuổi, có khi nó đạp một phát bà cũng lộn cổ xuống, đâu có cầm cái con dao, đâu có cần phải giết người ta như vậy không? Have expressed concern about how the case has been handled. 2 years later, state and local investigators have concluded that Block used reasonable force. Cleared of any wrongdoing, Block has since left the force of his own accord. Now that you've seen the gist of what happened. Đó. Đấy, những cái đấy thì không thấy chúng nó gì người ta. Đó, các bạn thấy không? Cái lũ chó chết ấy, còn ở đây. Thằng này nó Việt Nam Cộng Hòa đấy. Nó bắn. Có ai nhớ cái này không? Cái hình ảnh này không? Hả? Đây. Cái người ta chống lại chúng nó bắn không cần xử, nó bắn một. Nó bắn ngay, bắn tức khắc chết luôn. Chúng nó có thèm sở không? À, ai nghe cái lũ chó chết xuyên tạc không? Đó. Đấy các bạn xem. Đấy, mà bây giờ người ta sống ở hải ngoại thì chúng nó bảo chứ nếu mà bên cộng sản tại sao không về sống với cộng sản đi mà ở bên Úc, bên Mỹ lại nói xấu Úc Mỹ. Thế hóa ra ở bên này là có cái gì xấu là mình phải shut up, phải không? Mình phải câm mồm, phải không? À, không được nói, phải không? Cái lũ ba que sỏ lá chúng mày ngu lắm. Cái tư tưởng của chúng mày là cái tư tưởng ngu xuẩn, hiểu không? Có nghĩa là chúng mày nói là cái gì human right mới là cái gì tự do ngôn luận mới này cái gì vậy mà khi người ta nói ra cái gì không đúng thì chúng mày quay ra chúng mày nói người ta là Việt Cộng. Rồi nên là sống ở đây là không được nói xấu ở đây. Vậy thì những người mà sống ở Việt Nam là không được quyền nói xấu Việt Nam, hiểu chưa? Thì người ở Việt Nam người ta chửi cho là đúng rồi. Đúng không? Chúng mày tự chúng mày vả vào mồm chúng mày. Những clip này bọn nó xem hết rồi chị ơi, nhưng nó giả nè nai để kiếm tiền thôi, đúng rồi. Nhưng mà mình muốn đưa lên đây để cho cái bọn ba que sỏ lá nó xuyên tạc ấy, nó mở cái mắt chúng nó ra. Chúng nó xem nó xuyên tạc cái gì, đúng không? Chứ bây giờ mình nghe nó nói nhiều quá mình bực mình á, mình phải đưa những cái bằng chứng, những cái gì ra để cho chúng nó đập vào mặt chúng nó. Chứ bây giờ cứ ngồi cãi với chúng nó mệt lắm. Đúng không? Nó cứ động nói, chúng nó bảo sao mày không về Việt Nam ở đi, chúng mày ở Úc mày nói xấu Úc về bảo gọi cảnh sát đi để bắt đi Việt Cộng nằm vùng. Có không ngu không? Có nghĩa là ở đây xấu, có cái gì xấu mình không được nói hả? Không được cãi hả? Không được nói ra đúng không? Vậy mà nói là human right. Mà mẹ chúng nó nói là nó bực mình rồi. Những cái clip này là chúng nó, nhưng mà nên xả thấy chắc nhiều người ở đây người ta cũng không xem đâu. Nhiều khi nếu mà họ xem á, họ xem bằng tiếng Việt á, thì họ lại không tin. Họ nói là đó là do cộng sản làm lên. Thế mà nghe và xem bằng tiếng Anh á thì chúng nó lại không hiểu. Nếu mà chúng nó hiểu thì chúng nó đã không có những cái giọng như vậy. Đó, xem bằng tiếng Anh thì chúng nó không hiểu tiếng Anh thì chúng nó không xem rồi. Còn xem bằng tiếng Việt ấy, thì nó lại không tin. Nó bảo là cộng sản xuyên tạc. Ngay như chính mình ấy, tại vì mình sang đây mình không để ý ba cái chuyện chính trị. Cho nên đến vài năm về đây nên giờ mới tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam.
chính bản thân Lisa mới mới nhìn ra được là tại sao người Mỹ họ đứng lên họ họ biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Từ đó Lisa mới lại càng lấn sâu vào trong cái chuyện chuyện Việt Nam, chiến tranh Việt Nam. Chứ nếu nếu mình không xem những cái đấy mình cũng đâu có biết là chuyện gì xảy ra ở Mỹ đâu. Đó. Nhưng còn về những cái biểu tình như thế thì cái bọn bọn ở đây á, nó đâu có dịch ra tiếng Việt cho người ta xem đâu. Bởi vậy người ta đâu biết. Chính Lisa cũng đâu biết đâu. Thế tự mình xem rồi mình hiểu rồi mình mới biết là ồ, hóa ra có cái chuyện này xảy ra à? Đó. Cho nên lý do mà nhiều khi Lisa đưa những cái phim ảnh, những cái bằng chứng lên để cho chúng nó thấy là như vậy. Vì chính mình đã là như thế rồi. Đúng không? Nếu mình không tìm hiểu, mình không xem, mình không hiểu được. Đến bây giờ nói chuyện với nhiều người, người ta cũng không biết đâu. Thế mình nói ra thì người ta cũng không có để vào trong cái đầu người ta, cho nên người nói cũng bằng thừa thôi. Người ta bảo là nói như nước đổ đổ vịt ấy. Đi xa nói, phụ nói đúng lắm. Thì nói chung là tại vì cái bạn cái Lisa nói ngay từ cái kinh nghiệm của Lisa, tại mình sống ở Việt Nam mình đâu để ý gì ba cái chuyện chiến tranh chính trị đâu. Ở Việt Nam còn có cái câu gì ăn ăn cơm mì nói chuyện quốc gia đó. Rồi đến khi mình chả bao giờ mình để ý đến cái chuyện còn hát nhiều bài xuyên tạc linh tinh ở Việt Nam hồi bé suốt ngày hát xuyên tạc đó. Rồi đến khi mà mình sang đây rồi mình mới gặp những cái cảnh kỳ thị rồi Nam Bắc rồi này kia các thứ thì mình mới biết, mình mới tìm hiểu và mình mới biết chuyện gì xảy ra và mình mới nhìn thấy chúng nó chống cộng ở đây thì mình mới lại càng đi sâu vào cái chuyện chính trị thì mình mới hiểu được là ồ cái câu chuyện nó là như thế. Thế mình mới lại tìm hiểu sâu vào cái chuyện chiến tranh Việt Nam ngày xưa như thế nào như thế nào. Mình không xem bằng tiếng Việt mà mình cũng không xem bằng không xem của người Việt Nam mà mình cũng không xem của cái bọn bác que ở bên này. Mình cứ tìm những cái tài liệu của tiếng Anh á, của Mỹ nó làm á để mình xem. Không có lý do gì Mỹ nó xuyên tạc ra để làm gì đúng không? Thế cho nên là từ đó mình mới hiểu và mình lại nghe cái bọn bác que xỏ lá nó xuyên tạc mình lại càng ghét chúng nó. Lý do mà Lisa thích nói về cái chuyện chuyện chính trị ba cái chuyện này là bởi vì mình có tìm hiểu cho nên mình mới nói. Chào Mai Dương. Ba quen nó biết thừa Bác Hồ vĩ đại và biết xưa thừa sự tàn ác dã man của bọn ngụy quân ngụy quyền nhưng nó vẫn xuyên tạc vì tiền. Có vậy thôi, vì tiền và vì cái sự nó sống ở đây nó quá khổ, quá cô đơn, nó cho nên là nó tưởng tượng lại cái thời nó nằm ở nằm 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 tướng á. Cho nên nó nuối tiếc cái cảnh đó. Chứ nếu nó thực sự nó sướng hơn ngày xưa thì nó phải cảm ơn cộng sản chứ. Không có cộng sản vào vào miền Nam thì làm sao chúng nó được sang Mỹ chúng nó ở. Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Ok. Nên giả nói đến đây thôi, chúc các bạn vui vẻ nhé. Ngồi buồn buồn đây, bây giờ vừa mới ăn no xong rồi chờ đi thể dục thể thao cho nên ngồi nói vài câu. Chúc các bạn mạnh khỏe. Hẹn khi khác gặp nhé. Ok, bye bye. Thì chị ơi quê em, nó bắt gom hết người lạ, rồi dùng súng máy bắn chết cả làng vậy chị. Ồ vậy à, quê em ở đâu? Nói thật ra chúng nó xuyên tạc bố láo như thế chỉ tự vả vào mồm chúng nó thôi, tại vì cái cuộc chiến đó nó xảy ra đấy, người ta vẫn những cái người mà còn sống người ta vẫn còn sống, những cái nhân chứng sống người ta vẫn còn, người ta chưa chết hết được đúng không? Cho nên chúng nó càng xuyên tạc ấy thì càng khơi dậy cái lòng căm thù của người người Việt Nam thôi. Những cái người mà trực tiếp chịu những cái cuộc chiến tranh đó làm cho người ta càng căm thù chúng nó thì chúng nó lại càng thất bại thôi. Các bạn hiểu không? À sáng nay nên xả nọ xem cái clip nào nhỉ? Có cái thằng nào nó nói chuyện với một cái cô ấy, xong cô ấy nói là
Mỹ nó sang Việt Nam nó giết người rồi là nó bỏ bom này kia các thứ. Người Việt Nam nó bảo không bao giờ người Mỹ giết người Việt Nam, cái đó chỉ là cộng sản làm xong cộng sản đổ cho người người Mỹ thôi. Trời ơi, nó dốt đến mức độ như vậy. Mà trong cái đó mình phải chạy bom chạy đạn, cả cái thành phố của mình bị tan nát ra, mà nó nói như thế thì hỏi rằng những cái người bị ở ở trong cái trường hợp bị bom bị đạn như thế họ sẽ nghĩ gì đó. Cho nên mình cũng chẳng cần phải chửi nhau, chúng nó chỉ cần buồn buồn đưa những cái bằng chứng này lên để cho chúng nó xem chúng nó nói cái gì. Nó đâu có cái thằng nào ở hải ngoại này dám đối mặt với Lisa để nói chuyện đâu, để tranh luận đâu, chỉ được cái bắt nạt những cái người ở Việt Nam thôi, đúng không? Nên bây giờ thằng nào giỏi, Lisa thách thằng nào á đang sống ở đây này, đang sống ở hải ngoại này lên đối mặt nói chuyện với Lisa đi, đừng có nói phét, đừng có xuyên tạc nữa, ok? Đúng rồi, Lisa chỗ à, chỗ chiến đỏ Huế, Huế 568. Ừ, Huế 568 là có bao nhiêu ngày nhỉ, mà nó xuyên tạc đến mức độ mà đào lên một cái hố ấy, toàn xương người. Các bạn thử suy nghĩ xem, xương, nếu mà xương người chôn một người mà nó biến chỉ còn xương không ấy, thì phải mất bao nhiêu năm. Vậy mà nó nói là cái xương làm sao ấy, hay lắm. Rồi nên giả thấy nó xếp xương ra, xong rồi có người đứng ở đó, nó lấy cái cuộc cái gì của ở bên Thái á, bị có một lần bị làm sao ấy, nên giả xem qua cái tấm ảnh đó. Ok, vậy chúc các bạn mạnh khỏe nhá, nói đến đây thôi. Hẹn khi khác, bây giờ phải đi thể dục thể thao. Bye bye nha. Những người Việt Nam không hiểu biết với nghề bọn bà que. Với nghề bọn của bà que, đúng rồi. Cái tầng lớp mà chúng nó mới lớn lên, mười mấy tuổi, xí sớn. Rồi nghe ba cái thằng ấy linh tinh nói, linh tinh để thể hiện ta đây, cái kiểu như vậy thôi. Lũ ba que nó làm vậy khơi lòng căm thù của cộng sản, trực tiếp chiến đấu, nó chỉ khơi lên cái sự thù hận giữa chính những người dân đã từng chịu những cái cảnh bom đạn, rồi những cái cảnh lo sợ bị chúng nó vu cáo cho là Việt Cộng, đúng không? Ngay chúng nó sang bên này đến bây giờ chúng nó cũng đâu vẫn còn sợ, bởi vì chúng nó sống ở đây mà chúng nó chẳng hiểu gì biết gì luật pháp cả. Chúng nó sợ bọn chúng nó bảo là Việt Cộng nằm vùng rồi sẽ bị trục xuất này kia, chúng nó đe dọa người ta đến mức độ như vậy. Các bạn phải nên nhớ như vậy. Cho nên những người sống ở hải ngoại ấy, thử tự suy nghĩ xem có đúng không, có phải chúng nó suốt ngày động cái nó bảo là Việt Cộng, người cộng sản không à, nó đe dọa đó. Cho nên người ta sang cái nước thứ ba này người ta vẫn chưa khỏi sợ cái cảnh chúng nó đe dọa như vậy, thì ở đâu có tự do. Thôi, bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, khỏe mạnh. Bye bye.